Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm giọng nói vào video cấp kết Hay là cách lòng tiếng vào video cấp kết nha Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên thì mình vào các dụng cấp kết này Máy bạn nào mà chưa có thì các bạn vào App Store hoặc là CH Play Các bạn tìm và tải các dụng cấp kết để về máy nha Rồi bây giờ mình sẽ mở các dụng cấp kết lên Rồi mình bấm vào tắt đăng nhập đi. Rồi bước tiếp theo, mình bấm vào dự án mới này, cái mục đây có hình dấu cộng này, các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn chọn cái video mà các bạn muốn thêm giọng nói hay là các bạn muốn lòng tiếng vào. Mình sẽ chọn cái video đây. Rồi sau đó mình bấm vào thêm. Rồi cái video đây mình sẽ bấm mở, bấm phát lên cho các bạn xem này. Video đây mình quay không có à, nói nha. Đây nó chỉ im lặng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lồng tiếng luôn. Mình kéo tới đầu video này. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào âm thanh nha. chỗ đây có một âm thanh này. Sau đó các bạn kéo qua một chút ở bên phải này, nó có cái một lồng tiếng này nha nó có để cái biểu tượng cái mic nữa nè thì các bạn bấm vào rồi ở trong đây các bạn chú ý về cái mục Đây này cái biểu tượng micro này thì uh, bây giờ các bạn muốn lòng tiếng hay là các bạn muốn thêm cái giọng nói thì các bạn bấm giữ vào là bây giờ nó đang tiến hành lòng tiếng này đây mình mở lại một khúc cho các bạn nghe là bây giờ nó đang tiến hành lòng tiếng này đó các bạn thấy chưa rồi, mình bấm xóa nha. Mình muốn xóa thì mình bấm vào cái đoạn mình lòng tiếng này. Sau đó mình bấm vào xóa. Rồi mình bấm vào lòng tiếng này. Hoặc là các bạn có thể bấm vào sau 3 giây thì nó bắt đầu vào lòng tiếng nha. Thì có hai cách để mà các bạn có thể lòng tiếng nha. Đó là các bạn bấm giữ và các bạn bấm vào sau 3 giây. Đó, mình vừa lòng tiếng. Thì có hai cách để mà các bạn có thể lòng tiếng nha. Đó là các bạn bấm giữ và các bạn bấm vào sau 3 giây Rồi mình sẽ xóa đi nha Rồi bây giờ mình sẽ lồng tiếng Theo cái ý của mình Thì bây giờ các bạn muốn lồng tiếng sao á Thì các bạn lồng tiếng vào nha Bây giờ mình bấm vào lồng tiếng này Thì ở đây cái video này là cái đồng hồ Mình mua ở trên mạng nha Mua trên Shopee, lazada gì nè Thì mình sẽ lồng tiếng là Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ Quay review Cái đồng hồ Mình mua ở trên shopee đồng hồ đây có mấy chục nghìn thôi rất là rẻ luôn nhưng mà nó rất là đẹp nha mình không biết chất lượng thế nào nhưng mà mình rất là vừa ý luôn và đặc biệt là nó có ngày nữa ở trong nữa thiết kế rất là đẹp video ra thì mình quay lại cho các bạn xem rồi ok vậy là mình đã Lòng tiếng vào trong video cấp kết Hay là mình thêm giọng nói vào video cấp kết Thành công nha Bây giờ thì mình sẽ mở lại cho các bạn nghe này, Cho các bạn xem này. Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ Quay review Cái đồng hồ Mình mua ở trên Shopee Đồng hồ đây Có mấy chục nghìn thôi Rất là rẻ luôn nhưng mà nó rất là đẹp nha Mình không biết chất lượng thế nào nhưng mà video ra thì mình quay lại cho các bạn xem Rồi ok, vậy là mình đã lòng tiếng vào trong video cấp kết hay là mình thêm giọng nói vào video cấp kết thành công Bây giờ mình muốn xuất cái video ra thì mình bấm vào cái mục đây để chọn độ phân giải, tỷ lệ không hình và tốc độ mã này Ở đây thì mình sẽ kéo lên cao nhất nha để cho video của mình nó có chất lượng cao nhất Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mũi tay chỉ liên cây nè, ở góc trên bên phải màn hình chỗ đây các bạn bấm vào đang xúc vui lòng không đóng cấp kết quẹt khóa màn hình rồi bước này các bạn đợi cho cái video của mình nó xuất ra Rồi đã xong nha. Bây giờ thì mình sẽ vào cái ứng dụng ảnh này, vào trong ăn bông ảnh để xem lại cái video mình vừa lồng tiếng hay là vừa thêm giọng nói. Đây video không có giọng nói nha. Đây video mình vừa thêm giọng nói vào này. Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ quay review cái đồng hồ mình mua ở trên Shopee đồng hồ đây có mấy chục nghìn thôi rất là rẻ luôn nhưng mà nó rất là đẹp nha mình không biết chất lượng thế nào nhưng mà mình rất là vừa ý luôn và đặc biệt là nó có ngày nữa ở trong nữa thiết kế rất là đẹp vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm giọng nói vào video cấp kết hay là cách lồng tiếng vào video cấp kết video của mình cũng dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.